Sạc dự phòng không dây nào tốt? Nên mua sạc dự phòng không dây hãng nào? Từ khi ra mắt thị trường, sạc dự phòng không dây đã được đông đảo người dùng quan tâm và tin tưởng sử dụng. Dòng sản phẩm này đem lại nhiều ưu điểm nổi trội khi sử dụng hơn so với các dòng sạc pin dự phòng khác. Vậy, sạc pin dự phòng không dây loại nào tốt, gọn nhẹ nhất và nên mua hiện nay? 1. Sạc dự phòng không dây là gì? Sạc dự phòng không dây là một kiểu sạc không cần phải cắm cáp kết nối smartphone với thiết bị sạc. Qua đó, bạn chỉ cần đặt điện thoại lên ngay chính giữa của viên pin sạc là đã bắt đầu sạc pin. Cơ chế hoạt động của sạc không dây này cũng như là sạc có dây, thế nhưng nó tiện lợi hơn, đơn giản hơn, không cần phải kết nối sạc giúp cho bạn thuận tiện được khi sạc, không cần mang theo cáp sạc để sạc, và chân cắm tiếp xúc của điện thoại thì ít bị lỗi do cắm sạc quá nhiều lần. Đồng thời, bạn cũng có thể cắm sạc kết nối với cáp nếu như muốn, hoặc là vừa cắm vừa sạc không dây cho nhiều thiết bị cùng lúc. 2. Có nên mua, sử dụng sạc dự phòng không dây hay không? Nhiều người dùng hiện nay băn khoăn không biết rằng có nên mua sạc dự phòng không dây hay không. Dòng sản phẩm này đang là thiết bị rất quen thuộc đối với các tín đồ yêu thích công nghệ hiện nay. Để có thể hiểu rõ hơn về sạc dự phòng không dây này, hãy cùng với chúng tôi đi vào tìm hiểu chi tiết ưu nhược điểm của sản phẩm sau đây nhé. Ưu điểm: sạc không dây này hạn chế được việc nối dây cáp rắc rối và quá trình sạc pin sẽ trở nên dễ dàng, đơn giản và tiện lợi hơn. Sản phẩm còn hạn chế được các tính năng chập điện, rò rỉ và cháy nổ của các loại sạc dự phòng khác trên thị trường hiện nay. Đối với các loại điện thoại có khả năng chống bụi, chống nước thì khi sử dụng sạc dự phòng này sẽ yên tâm hơn về việc không phải mở lỗ sạc ra, qua đó có thể đảm bảo được độ bền của nắp đậy và tính năng của sản phẩm được tốt, hiệu quả. Được làm từ các chất liệu cao cấp có độ bền bỉ cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Thiết kế sản phẩm đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, sang trọng giúp cho bạn tạo được điểm nhấn nổi trội khi sử dụng. Nhược điểm: ngoài những ưu điểm nổi trội vừa nêu, dòng sản phẩm sạc dự phòng không dây này còn có một số nhược điểm hạn chế nhất định trong khi sử dụng như sau: di chuyển khó khăn do máy lúc nào cũng phải tiếp xúc với pin sạc, thời gian sạc pin lâu hơn so với các loại dự phòng cắm cáp, khá tốn kém về chi phí để mua thiết bị hỗ trợ nếu như điện thoại chưa được tích hợp sẵn. 3. Tiêu chí lựa chọn mua sạc dự phòng không dây. Thiết kế, mẫu mã: sạc dự phòng không dây có kích thước nhỏ gọn, siêu nhẹ và tương đương với một chiếc smartphone, giúp cho người sử dụng dễ dàng mang theo đi học, đi làm hoặc là mang theo đi du lịch. Bên cạnh đó, với kiểu dáng đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng, sản phẩm đem đến một trải nghiệm tuyệt vời tới cho người dùng. Dung lượng pin: pin của sạc dự phòng không dây có dung lượng đa dạng cho người sử dụng lựa chọn. Nếu như bạn chỉ sử dụng pin trong những trường hợp khẩn cấp và vẫn sử dụng thuận tiện khi đang sạc, thì pin sạc có dung lượng khoảng 5.000 mAh trở xuống đã đáp ứng đủ nhu cầu của bạn. Còn đối với những người phải di chuyển nhiều, cần sạc cho nhiều thiết bị di động, thì nên mua loại pin có dung lượng 10.000 mAh trở lên để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Khả năng tương thích: trước khi mua sạc dự phòng không dây, thì bạn cần phải cân nhắc về độ tương thích của thiết bị với pin sạc và chú ý xem liệu rằng thiết bị của mình có tương thích với pin sạc dự phòng không dây hay là không. Một số loại sạc dự phòng không dây chuẩn QI tương thích với tất cả các thiết bị hỗ trợ sạc không dây. Thời lượng sạc: sạc dự phòng không dây đời mới được tích hợp các công nghệ sạc nhanh không dây QI 7,5W, 10W, 15W và vẫn được tích hợp các cổng sạc nhanh có dây công suất cao lên đến 18W, 20W, 22,5W với chuẩn sạc Quick Charger QC PD. Thiết bị cần sạc có dung lượng càng lớn thì thời gian sạc đầy pin sẽ càng lâu hơn. Giấy chứng nhận an toàn và chống nổ: pin sạc dự phòng không dây được chứng nhận an toàn và chống cháy nổ, đảm bảo an toàn hàng không UN38.3 UL94-V0, giúp cho người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng. 4. Nên mua sạc dự phòng không dây ở đâu? Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng, trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại sạc dự phòng không dây đến từ các thương hiệu khác nhau. Và cũng chính vì sự phát triển của nó mà hiện nay trên thị trường xuất hiện càng nhiều sản phẩm kém chất lượng, gây ra nguy hiểm đến người tiêu dùng. Hiện tại, Pisen đã cung cấp các loại sạc dự phòng không dây chuẩn chính hãng, đáp ứng được các yêu cầu cả về mẫu mã và chất lượng. Bạn có thể tham khảo thêm trên website pisenvietnam.vn để có thể biết về chất lượng và giá cả của các loại sản phẩm sạc dự phòng không dây chính hãng chuẩn gốc. Lựa chọn sạc dự phòng đúng giúp bạn sạc nhanh hơn, nhiều điện hơn. Lựa chọn sạc dự phòng có thương hiệu, có đảm bảo giúp cho bạn an tâm hơn, an toàn hơn. Pisen là thương hiệu lâu đời, là nhà sáng lập sạc dự phòng, thương hiệu gần 3 thập kỷ phát triển được mệnh danh là quán quân sạc dự phòng,
bạn có thể yên tâm, bạn có thể hoàn toàn hài lòng. Sạc dự phòng Pisen có kèm theo gói bảo hiểm trách nhiệm 46 tỷ đồng, tương đương 2 triệu đô la Mỹ, là sự đảm bảo về an toàn, về chất lượng của Pisen. Nếu các bạn cần tư vấn cho việc lựa chọn sạc dự phòng không dây hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại để lại bình luận bên dưới video này hoặc ghé thăm website pisenvietnam.vn để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Happy Nữ có sạc dự phòng Pisen, Happy Nữ có các sạc Pisen, Happy Nữ thay pin Pisen, Happy Nữ chỉ còn là ký ức mà thôi. Pisen, nhà sáng lập sạc dự phòng, quán quân sạc, sản phẩm kèm gói bảo hiểm 2 triệu USD, có dịch vụ 18 tháng đổi mới.